này thôi ạ. Cho ăn vào. Cho ăn nó vào phải lưng thế này, nó có ngày hơn 400 con. Bệnh cái sản phẩm mà bán ra là có ảnh hưởng, vì các nhà hàng người ta đóng cửa hết nên là bán nó chỉ được 30% thôi. Con này đang ngon đấy. Đuôi đấy. Mình rưỡi. Cái khâu bảo vệ quan trọng. Trước là trước chưa có dịch có thể tháng người ta thu mua khoảng độ 5 tấn, bây giờ chỉ khoảng độ tấn rưỡi thôi, đã giảm đi 10%.